Chúng ta tiếp tục với chuỗi các bài toán xác định năng lượng ion hóa nguyên tử hydro cũng như là cách xác định bước sóng dài nhất, bước sóng ngắn nhất trong một dải của quang phổ vạch nguyên tử hydro. Để làm tốt các bài toán này thì các em cần nhớ cho thầy hai cái nhận định. Nhận định thứ nhất đó là năng lượng tối thiểu để ion hóa nguyên tử hydro từ một trạng thái N nào đó chính là năng lượng cần thiết để đưa electron từ quỹ đạo đó ra vô cùng. Các em chú ý, tức là cái thao tác này chính là thao tác mà làm bật electron khỏi gì nhỉ? Bật electron khỏi hạt nhân đây. Electron bị bật ra ngoài, tức là y nguyên tử của chúng ta sẽ trở thành cái ion gì? Ion dương. Đấy. Như vậy là đưa electron từ quỹ đạo đó ra vô cùng. Và chính vì vậy mà năng lượng tối thiểu để ion hóa nguyên tử hydro ở trạng thái N chính là bằng E vô cùng trừ E gì? N. Năng lượng tối thiểu, các em chú ý, năng lượng tối thiểu chính là E vô cùng trừ N. Và nó chính là bằng trừ N. Tại làm sao? Bởi vì E vô cùng chính là bằng trừ E0 trên N bình. Khi N mà tiến tới vô cùng thì chúng ta có N bình tiến tới vô cùng. Và trừ E0 trên một số vô cùng thì nó bằng gì nhỉ? Bằng không. Đấy. Theo công thức này thì chúng ta cũng biết ngay rằng là năng lượng khi mà chúng ta cần ion hóa nguyên tử hydro ở các trạng thái dừng khác nhau thì sẽ khác nhau. Ví dụ như ion hóa ở EK thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Ion hóa này ở K thì nó sẽ bằng trừ EK, đúng không? Ion hóa ở đâu? Ion hóa ở gì? Ở L thì nó sẽ bằng trừ E gì? L. Đấy, các em chú ý, năng lượng cần thiết ở trạng thái cơ bản thì bằng EK, còn ở các trạng thái tiếp theo thì chính là bằng trừ chính nó, còn trừ. Đấy là nhận định thứ nhất. Nhận định thứ hai đấy là bước sóng dài nhất trong một dải phổ là bước sóng của vạch đầu tiên. Vạch đầu tiên. Và bước sóng ngắn nhất chính là bước sóng của vạch cuối cùng. Bởi vì chúng ta có E chính là bằng gì nhỉ? Epsilon bằng delta E bằng HC trên lambda. Delta E này chính là bằng E cao mà trừ đi E gì? E thấp, epsilon thấp. Thế thì nếu như cái mức chênh lệch năng lượng mà càng lớn thì bước sóng phải càng gì? Càng bé. Như vậy là trong các dải phổ này, vạch đầu tiên, em chú ý rằng vạch mà chuyển từ quỹ đạo gần nhất về cái quỹ đạo tương ứng với cái dải vạch đấy thì người ta gọi là vạch đầu tiên. Ví dụ trong dải Lyman thì vạch lambda L max chính là cái vạch mà ứng với chuyển từ quỹ đạo L về K. Vạch số 2, đây là vạch số 1, em chú ý về mặt ký hiệu, vạch số 1, vạch số 2, vạch số 3. Thì bước sóng dài nhất là ứng với vạch đầu tiên, còn bước sóng ngắn nhất là ứng với vạch cuối cùng, tức là từ E vô cùng về EK. Và tương tự đây đấy, vạch số 1 đây, vạch số 2, số 3, và đây là vạch số gì? Số 4, đây là vạch cuối cùng, đây là vạch số 1, 2, 3. Đấy là cách ký hiệu. Như vậy là lambda max của dải băng Lyman chính là bằng E gì nhỉ? HC trên lambda max của dải Lyman. Lyman chính là bằng gì? E2 mà trừ đi E gì? E1, đúng không? Rồi HC trên lambda max của dải Banme, dải B Banme thì chính là bằng gì nhỉ? Vạch đầu tiên tức là E3 trừ đi E gì? E2. HC trên lambda max, HC trên lambda max này của dải Pasen chính là bằng E nào nhỉ? E4 trừ đi E gì? E4 trừ đi E3. Còn HC trên lambda min của dải Lyman ngắn nhất là vạch cuối cùng thì chính là bằng E vô cùng. E vô cùng mà trừ đi E gì? EK. Và cái này chính là bằng trừ E gì luôn? EK. Đấy, HC trên lambda min
của dãy Banme thì chính là bằng E vô cùng mà trừ đi E gì? L, tức là E2 L. E vô cùng thì bằng 0 đúng không nhỉ? Không. Và cái này bằng trừ E gì? L. Rồi là HC trên lambda min của anh Pascal chính là bằng E vô cùng trừ đi gì? E3 đúng không nhỉ? Trừ đi E3 chính là E gì? M. Và cái này chính là bằng trừ E M. Này, càng chênh lệch năng lượng càng lớn thì phát xạ phổ thông của bước sóng càng ngắn. Bởi vì năng lượng của phổ thông là tỷ lệ nghịch với bước gì nhỉ? Bước sóng. Và nhảy giữa hai quỹ đạo gần nhất, tức là chênh lệch năng lượng ít nhất thì tạo thành vạch của bước sóng dài nhất. Đấy là hai cái nhận định mà giúp chúng ta giải quyết cái bài toán xác định bước sóng lớn nhất, nhỏ nhất cũng như là xác định năng lượng ion hóa. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét một số cái bài toán cụ thể. Bài thứ nhất, trong quang phổ của nguyên tử hydro, vạch có tần số nhỏ nhất của dải Lyman. Các em chú ý rằng là tần số nhỏ nhất, tức là năng lượng photon nhỏ nhất, thì nó phải là bước sóng lớn gì nhỉ? Lớn nhất. Epsilon chính là bằng gì nhỉ? HC trên lambda, cho nên là tần số nhỏ nhất bằng H gì? HF. Tần số nhỏ nhất thì lambda phải lớn nhất. Của dải Lyman là F1, vạch có tần số lớn nhất của dải Banme. À, tần số lớn nhất thì lại ứng với lambda gì nhỉ? Lambda min. Của dải Banme là F2, năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. À, yêu cầu xác định năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản, tức là trạng thái gì? Để K. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ từ cái dạng đồ sơ đồ mức năng lượng trong nguyên tử hydro. Chúng ta có vạch tần số nhỏ nhất trong dải Lyman, tức là bước sóng lớn nhất. Đây chính là cái vạch ứng với tần số F gì? F1. Đúng chưa? Ứng với tần số F1, tức là vạch có tần số nhỏ nhất. F1 là tần số nhỏ nhất trong dải Lyman. Còn vạch có tần số lớn nhất trong dải Banme. Dải Banme đây. Dải Banme là hình thành khi các electron ở quỹ đạo phía trên, phía ngoài chuyển động về quỹ đạo gì? K. Như vậy là tần số lớn nhất thì nó chính là bằng vô cùng mà đến gì nhỉ? Đến L, tức là đến số 2. À, đây là vô cùng. Thì cho ra cái F max của dải ban gì? Banme, F max của dải Banme. Này. Thế là nhìn vào đây, người ta yêu cầu chúng ta tìm gì? Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro. Năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hydro chính là năng lượng mà chúng ta cần để đưa gì? Đưa electron từ K mà ra vô gì? Vô cùng. Đấy, từ K ra vô cùng thì chính là ion hóa. Em chú ý ion hóa, tức là làm cho electron bật ra khỏi gì nhỉ? Nguyên tử hydro. Nhìn vào đây thì chúng ta biết ngay, à, chúng ta sẽ có E vô cùng này. E vô cùng trừ đi EK chính là bằng E ion gì? Ion hóa. E ion hóa bằng E vô cùng trừ EK. Và nhìn vào đây thì chúng ta tách ra này, nó bằng hai cái đoạn từ vô cùng đến L mà cộng với từ L đến gì nhỉ? Đến K, đúng không? Sẽ bằng E vô cùng này, mà đi đến L trừ L là ra cái đoạn này. E vô cùng trừ L ra cái đoạn này, mà cộng với L trừ EK là ra cái đoạn này. L trừ EK. Cái này thì chúng ta có thể áp dụng cái quy tắc lát một cũng được. Chúng ta áp dụng tìm bước sóng thì tức khắc là chúng ta sẽ tìm được năng lượng rồi, đúng không? Ở đây tính trực tiếp luôn. E vô cùng trừ L thì chính là bằng H. Đây F max của dãy gì nhỉ? Dãy Banme. F max của B. Thế là cái này sẽ bằng E ion hóa, chúng ta sẽ tính được ngay. Cái này là H nhân với F max trong dãy ban gì? Banme. Còn cái này chính là bằng H nhân với F gì? F1. Tức là vạch có tần số nhỏ nhất.
Và chúng ta chỉ việc thay số vào đây thôi đúng không nhỉ? H là 6,625, 10 mũ trừ 3 gì? 34 nhân với đây, đây chính là F gì nhỉ? F2. Các em chú ý đây chính là đại lượng F2 này. F1, F2 chúng ta có rồi. F1 bằng 8,22 nhân 10 mũ 14, còn F2 bằng 2,46 nhân 10 mũ 15. Và lắp số vào thì lắp số vào 8,22 này, 10 mũ 14 đúng không? Cộng với lại ở đây sẽ là 24, bao nhiêu nhỉ? Ở đây là 10 mũ 15, 246, 24,6, 24,6. Thì ở đây chúng ta nhân với 10 mũ 10, 14. Bấm kết quả này thì chúng ta sẽ xác định được cái giá trị của năng lượng ion hóa chính là bằng này. Nhớ là cái đoạn này thì bằng đoạn này cộng đoạn này. Các em chú ý. Ion hóa tức là làm bật electron khỏi nguyên tử, tức là từ cái trạng thái đấy electron phải đi ra vô gì? Vô cùng. Bài số 2. Biết vạch thứ hai của dãy Lyman trong quang phổ nguyên tử hydro có bước sóng. Vạch thứ hai của dãy Lyman. Vạch thứ hai của dãy Lyman đúng không nhỉ? Đây đây. Chính là lambda gì? 2L. Các em chú ý về mặt ký hiệu này, đây là lambda bước sóng thứ nhất, vạch thứ nhất. Đây là vạch thứ hai, vạch thứ ba, vạch thứ bốn. Trong dãy này cũng là bắt đầu là vạch đầu tiên, là vạch chuyển dịch gần nhất, vạch số 2, vạch số 3. Như vậy vạch thứ hai trong dãy Lyman. Dãy Lyman này thì chính là chuyển từ quỹ đạo gì nhỉ? Ở đây chính là m về gì? Về k. Vạch thứ hai thì chúng ta được cái lambda 2L. Biết được cái này. Đây là lambda 2L rồi. Và năng lượng tối thiểu cần thiết để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản này là 13,6 eV. Chúng ta có bứt từ trạng thái cơ bản ra xa vô cùng, tức là ion hóa, đây là vô cùng từ K, thì cái này chính là bằng 13,6 eV rồi đúng không? 13,6 eV. Yêu cầu của bài toán là gì? Tìm bước sóng ngắn nhất của vạch phổ trong dãy Pascal. Bước sóng ngắn nhất của vạch phổ trong dãy Pascal. Thì các em chú ý rằng là bước sóng ngắn nhất của vạch phổ trong dãy Pascal thì phải là từ gì nhỉ? N bằng 3 mà gì? Ra vô cùng. N bằng 3. Đây là 3 ra vô cùng thì ra lambda P min. Đấy, chuyển dịch càng xa thì bước sóng càng ngắn, và chuyển dịch từ cái quỹ đạo hình thành dãy phổ đến vô cùng thì cho chúng ta bước sóng ngắn nhất. Thế nên nhìn vào đây thì chúng ta biết ngay được, và yêu cầu của bài toán chính là bước sóng tìm cái gì nhỉ? Tìm cái thằng này đúng không? Tìm này. Được chưa? Thì chúng ta có áp dụng cái lát phát là chúng ta có thể tìm được ngay. Này. Chúng ta có thể tìm được ngay bằng cách tìm như sau này. 1 trên gì? 1 trên lambda vô cùng k, áp dụng quy tắc lát này, 1 trên lambda vô cùng k. 1 trên lambda vô cùng k sẽ bằng 1 trên lambda 2l. Lambda 2l quy tắc cộng trừ đoạn thẳng lát 1 cộng với 1 trên lambda, 1 trên lambda gì nhỉ? P gì? Min. Đúng không? 1 trên lambda P min. Yêu cầu tìm lambda P min, như vậy chúng ta có lambda P min này chính là bằng, nhân chéo lên đúng không? Lambda 2L nhân với lambda vô cùng K mà chia cho lambda 2L trừ đi lambda vô cùng đến K. Thế lambda 2L chúng ta biết rồi, người ta cho rồi. Vấn đề chúng ta tìm lambda vô cùng K. Thì các em chú ý rằng là HC trên lambda vô cùng K sẽ bằng E vô cùng trừ đi E gì nhỉ? EK. Và đương nhiên cái này sẽ bằng trừ EK đúng không? Trừ EK. Và năng lượng tối thiểu ở đây người ta đã cho rồi, cho chính là bằng 13, gì nhỉ? 6 EV. Được chưa? Như vậy là dựa vào công thức này thì chúng ta sẽ suy ra được lambda vô cùng K. Được chưa? Tìm được lambda vô cùng K.
và lambda 2L đã biết, để lắp số vào chúng ta sẽ tìm được lambda P gì? P min. Kết quả là ở đây cái bài toán này chúng ta có lambda P min bằng 0.8321 micromet. Thì các em làm để cho nó ra cái đáp số. Nhớ rằng chúng ta có thể tính bằng cái công thức này. Được chưa nhỉ? Đấy. Còn một số cái bài toán phía sau, câu số 3, thì các em có thể tự làm. Câu số 4 thì có thể áp dụng thuần chủng cái quy tắc lát 1 này. Câu số 3 thì các em tự làm và đáp số của nó là C. Câu số 4 thì đáp số là A.